Vụ 4 người trong gia đình tử vong sau bữa cơm, các nạn nhân đã ăn gì trưa hôm đó? Ông Bùi Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Đông, tỉnh Hưng Yên tối ngày 29 tháng 12 cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân 4 người tử vong sau bữa ăn trưa tại xã Hùng An. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Liên quan đến vấn đề thức ăn nghi ngộ độc, cơ quan chức năng chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm. Theo ông Phúc, bữa trưa chỉ là cơm gia đình, có các món ăn như đậu, rau cần, chả, thịt rang. Người trực tiếp chế biến các món ăn này là chị Nguyễn Thị Tình và Nguyễn Thị Tươi, nhưng hai người này đã mất nên lực lượng chức năng vẫn chưa xác định rõ được nguyên nhân, ông Phúc nói. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động cũng cho biết thêm, anh Nguyễn Văn Dũng, chồng chị Tươi không cùng ăn trưa với gia đình nhà vợ. Tuy nhiên, sau khi lo hậu sự cho con xong lên Hà Nội, đưa thi thể vợ về nhà, anh bị ngất, hiện vẫn hôn mê sâu, được cấp cứu ở Hà Nội. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Thanh, nơi gia đình chị Tươi sinh sống tối ngày 29 tháng 12 cho biết, nhiều thông tin liên quan vụ việc lan truyền trên mạng xã hội chưa chính xác. Vì này khẳng định trong bữa trưa ngày 26 tháng 12, các nạn nhân chỉ ăn cơm gia đình, không phải ăn lẩu hay những món khác như trên mạng xã hội đưa tin. Ngoài ra, lãnh đạo xã Ngọc Thanh cũng bác bỏ tin đồn vợ chồng chị Tươi có mâu thuẫn trước đó. Trưa ngày 26 tháng 12, gia đình ông Nguyễn Văn Sản ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An, huyện Kim Động có mời các con cháu đến chơi và ăn cơm trưa gia đình. Bữa cơm trưa có 9 người gồm vợ chồng ông Sản và gia đình của hai con gái là chị Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Tình. Sau bữa ăn, cả hai gia đình con gái về nhà ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh và thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Đến tối ngày 26 tháng 12, cháu NVHN và cháu BTAB có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng có các triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội, nhưng cũng không qua khỏi. Bộ Công an và Bộ Y tế hiện đang làm việc với huyện Kim Động về sự việc trên, chưa có kết quả cuối cùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất của vụ việc trên kênh YouTube Tình Bà Phúc.